Well, như mọi người đã biết thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lên kế hoạch xây dựng sân bay thứ hai cho thủ đô này. Thế nên là đây, chào mừng mọi người đến với sân bay mô hình mô phỏng sân bay thứ hai của Hà Nội mang tên thì đây mình sẽ dẫn anh em đi một vòng xung quanh sân bay tụi mình nhá. Bắt đầu từ mặt tiền nhà ga đây. Các bạn thể thấy là tụi mình đã đầu tư hơn về phần landscape. Đó, từ thảm cỏ này, cây cối này, các bãi đậu xe, phương tiện giao thông và cả cầu sảnh đi nữa. Đấy, mọi người có thể nhìn kỹ đây. Đó. Đấy, mày thấy thực tế chưa? Và đến với khu vực nhà ga hành khách. Thì hình thù của cái nhà ga này tụi mình lấy cảm hứng từ hình con sò ngoài biển đấy, mà có thể thấy ảnh ở trên. Và ở thân nhà ga thì tụi mình đã lắp những cái vật liệu trong suốt để có thể nhìn thấu từ bên trong nhà ga xem mặt mũi bên trong thế nào. Trên nóc cũng đã lắp thêm những cái cục nóng điều hòa đó. Và ở ngoài sân đỗ thì tụi mình cũng đã đặt thêm những cái loại đèn để chiếu sáng, mặc dù thực tế là nó không có điện đâu, nhưng mà lắp thế cho thực tế. Và ở mặt sau của nhà ga hành khách thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều ống lồng ở đây, ống lồng trải dài từ đầu kia đến đầu này nhà ga luôn, và cũng đa dạng các loại ống lồng nữa. Như đây có thể thấy là ống lồng đơn này, lồng kép này, và thậm chí là lồng A80 đặc quyền luôn đấy. Và kế đến chúng ta đến với khu vực ga hàng hóa. Mà có thể thấy bên ngoài thì landscape cũng đã rất là thực tế rồi, còn đi vào trong ra có gì? Ngoài đây, Boeing 777F này, Antonov An-124 này, và bên trong này lúc này có rất nhiều phương tiện chở hàng ở đây và đầy đủ các loại hàng hóa luôn. Và bên cạnh khu vực hàng hóa đó chính là khu vực kỹ thuật. Mọi người thấy thấy bên trong hangar này là có hai chiếc ATR-72 cộng với một cái động cơ đang sửa chữa góc kia. Và đằng xa kia chính là bãi đỗ của những loại máy bay đang cần sửa chữa. Có hai chiếc Boeing 787 đây. Ngay trước mặt nó chính là tháp ATC. Nhìn bao quát ra toàn bộ sân bay ở đây luôn. Và thậm chí để cho sân bay trở nên thực tế nhất có thể thì tụi mình đã thêm vào rất nhiều biển báo dẫn đường ở đây. Đấy, ở vách đường nào cũng có những cái biển báo cả. À, hai bên đường băng này, những cái cục trông kiểu cái anten này ấy, nó gọi là glide slope, và thêm cả những cột đo gió nữa. Đấy, rất chi là nhiều biển báo luôn. À, như tụi mình đang nói ở trên, tụi mình đang cố gắng làm cho sân bay trở nên thực tế nhất có thể. Thế nên là tụi mình đã không quên những cái mô hình các thiết bị ở trên mặt đất, không phải sử dụng Lego như ngày trước nữa. Đó, rất nhiều các loại thiết bị mặt đất đây, như là pushback car này, các xe chở đồ ăn này, xe nâng này, xe các thùng hàng này, và xe thang nữa. Đây, chúng nằm rải rác ở trên sân bay luôn. Này thì phần kế tiếp là mình sẽ điểm tên chỉ mặt tất cả các loại máy bay đang có ở trên sân bay, xem chúng nó đi đâu về đâu và đang tình trạng như thế nào. Và ngoài bãi đậu kỹ thuật này là hai chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines on the ground tại đây. Ngay bên cạnh đấy là khu hangar, bên trong có hai con ATR-72 cũng đang được sửa chữa nốt. Bên ngoài này chúng ta có chiếc FedEx Boeing 777F chuẩn bị cất cánh đi Quảng Châu, và chiếc Antonov An-124 chuẩn bị cất cánh đi New Delhi. Trên đường băng đây, chúng ta có chiếc Vietnam Airlines Airbus A350-900 đang cất cánh đi Sydney. Ngay sát cạnh đấy là taxiway, nơi mà có chiếc Japan Airlines Boeing 787-9 vừa hạ cánh từ Tokyo Narita. Bên trong này đang được pushback là chiếc Emirates Boeing 777-300ER đang chuẩn bị cất cánh đi Dubai. Bé bé xinh xinh tại đây, đó là con máy bay tư nhân Dassault Falcon 7X. Nó đơn giản là đang đậu ở đây thôi, không có gì đặc biệt cả. Vào trong khu vực bãi đậu của nhà ga chở khách, chúng ta có chiếc đầu tiên, đó chính là chiếc Vietjet Air Airbus A321neo
vừa hạ cánh từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sát đây là chiếc Bamboo Airways Boeing 787-9 có livery First 787 là nó đang ground thôi, không có gì cả. Chiếc Jeju Air ở đây Boeing 737-800 chuẩn bị cất cánh đi Seoul Incheon. Chiếc Vietjet Air Airbus A320-200 đang chuẩn bị cất cánh đi Siem Reap. Chiếc Viettravel Airlines Airbus A321-200 chuẩn bị cất cánh đi Nha Trang. Chiếc Vietnam Airlines Airbus A321neo vừa hạ cánh từ Đà Nẵng hoặc Sài Gòn. Và đang chuẩn bị cất cánh tại đây, chúng ta có chiếc thứ nhất là chiếc Bamboo Airways Airbus A321neo sẽ chuẩn bị cất cánh đi Phú Quốc. Và đang hold shot ở đây, đó là chiếc Airbus A321-200 của Vietnam Airlines đang chuẩn bị cất cánh đi Nagoya, Nhật Bản. Và bên cạnh những mô hình bay có trên sân bay kia thì tụi mình còn có rất nhiều các mô hình máy bay khác, đa dạng từ chủng loại cho đến các hãng hàng không. Và mình cũng sẽ thay đổi với những cái mô hình đang có ở trên sân bay kia tùy theo từng mốc thời gian trong ngày. Đó, rất nhiều loại máy bay đấy luôn, đủ các loại luôn nhá, thao lựa chọn. Và thay cho lời kết của video này sẽ là những thước phim ấn tượng nhất mà tụi mình đã quay ở trên sân bay mô hình này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Nhớ like, subscribe và share video nếu mọi người thấy thú vị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.